Nói chung là có nhiều người hỏi là một tháng lao lái khoảng bao nhiêu ấy. Thì Lao nói thẳng luôn, lao lái đủ để có thể là bản nào vào Sài Gòn thì có thể là thỉnh thoảng mơ được một cốc nước suối lá ví nhá. 5.000. 5.000 là mua ở tạp hóa đấy. Còn mà bản nhập thì tầm 3-4.000 thôi. Ôi mẹ cho không nâng chữ ba. Khi ta để vuốt chữ một có thể nghĩa nào là sồn quá lên nâng chữ một ạ. Ôi thằng này bơi lên leo bụng. Chè. Ôi liêm kìa, ôi chó thật vậy. Đấy, may quá cái rừng của ta là may hơi bị sai này. Em ơi, sồn nó lên em. Hay quá. Tuyệt vời. Có trụ đây đấy nhá. Củ nó hack map hả? Mẹ nó chặt mất cái liềm mà đau. Đi săn môi giống như một con bò đen đó mà. Các bạn phải hiểu con bò đen mà to đi săn môi ban đêm ấy. Mình phải giống sái của mình đi. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Như một con bò đen đó mà. Săn môi vào ban đêm không bao giờ lù. Nó đang đứng ở đâu? Còn liềm tao chơi mới chết luôn nhỉ. Dẫn ma con giả này ạ. Nó bắn mã cả này kia. Chưa ba, đừng đo tốc điện luôn cũng được. Díu này. Chơi luôn em ơi, anh đây. Tàu còn bị chảy, đây, xuống gan. Rồi xong rồi ông giáo ạ. Đấy này. Đấy. Luôn đẩn sai nhá, chơi nó bao trù nhảy này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Luôn luôn phải ẩn sai, đó là cái điểm mạnh nhất của những cái con bảo đen ấy. Thằng ấy xua. Em đệt em là nó chạy cái chó nó thêm 10.000 tháng này em ạ. Cho nên là thực sự các bạn mới chơi, các bạn quan trọng nhất, các bạn cầm sát thủ ấy, các bạn quan trọng nhất, các bạn phải biết ẩn mình. Nice skill. Tao đeo tin. Rồi khốn nạn. Khốn nạn khăn nổn ạ. Sao lên sốn đau quá hết skill rồi. Ôi trời, như hết mát thế, đeo tin được. Có đấy xuống nó bùi vào kêu. Lao chỉ thấy cái phá này thấy cái con bé rét. Mặt đeo hiểu sao nhảy vào vắt dính cả con díu vào cái con đấy xuống nó đang đừng ngắm ạ.
rồi. Gầy cảnh chưa? Rồi, chấp nhận gầy cảnh nhé. Chấp nhận phá này xứng đáng, cực kỳ thuyết phục. Đấy, cái này là cực kỳ thuyết phục luôn. Chấp nhận.